Tiếp theo, thế ngũ phúc. Cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ. Cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chiết êm mại thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chiết êm mại thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc. Cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ. Cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mãi thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc. Cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ. Cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mãi thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ. Cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mãi thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chiết êm mại thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mãi thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mãi thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế thế này ở dáng thường ở dáng dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mại thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc. Cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế thế này ở dáng thường ở dáng dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ. Cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chiết êm mại thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chiết êm mại thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chiết êm mại thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc. Cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ. Cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mãi thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc. Cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ. Cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mại thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ. Cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mãi thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mãi thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mãi thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mãi thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế thế này ở dáng thường ở dáng dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chết êm mại thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc. Cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế thế này ở dáng thường ở dáng dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ. Cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chiết êm mại thoải mái.
Tiếp theo, thế ngũ phúc, cây thế ngũ phúc bốn cành một ngọn cũng tương tự như cây tam đa. Thế này ở dáng thường ở dáng trực biến hóa thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau. Hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc nâng tầm có thể uốn như cây tam đa, rồi nuôi thêm hai tán nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đổi thành năm tầng theo nối chi chứ chiết chi tứ diện cũng được. Thế ngũ phúc to cao đẹp hơn thế phúc phước lộc thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn là phước lộc thọ an khang, nghĩa là có phúc tốt lành may mắn, có lộc giàu và có nhiều ruộng, có thọ và sống lâu trăm tuổi, an là yên ổn không bị xáo trộn, có khang là vui vẻ, chiết êm mại thoải mái,